cổng này bấy lâu nay người ta đang đóng. Đó, con đường đi vào đẹp quý vị, hai bên là thông, dưới là toàn là lá thông, tại vì không có ai đi, không có ai quét. Đó, năm xưa là người ta có một cái đường hầm ngay khu vực này quý vị ha, đường hầm bí mật, hiện tại bây giờ dưới vẫn còn đấy, không biết nó có xuống cấp hay không. Nó kéo dài từ cái dinh ở bên này, đó, dinh thự ở trong này, và nó kéo dài theo cái tuyến đường Trần Hưng Đạo này quý vị, kết nối vào những cái biệt thự cổ. Xin chào quý vị, anh chị và các bạn, rất hân hạnh khi được gặp lại quý vị ở một video tiếp theo. Kính thưa quý vị, hiện tại là 4:30 chiều ngày 5/6/2023. Mình đang có mặt tại con đường Bát Thơ quý vị ha. Ở đây thuộc địa bàn phường 4 của thành phố Đà Lạt. Đường Bát Thơ này, cái khu vực này hồi trước giờ là họ bỏ hoang, nhưng mà bây giờ là chuẩn bị làm dự án vậy rồi quý vị nè. Chỗ này mình nghĩ chắc có lẽ cũng làm khách sạn. Đà Lạt thì chỉ có làm khách sạn khách đồ thôi quý vị. Đây là đất vàng đó quý vị, bấy lâu nay bỏ hoang cũng phí, để có mọc ung tùm rào lại, với lại nó cũng khá là nhát nhát. Cho nên việc xây dựng đưa vào sử dụng sớm, càng sớm là càng tốt quý vị. Chứ bây giờ nguồn tài nguyên đất mà cứ để hoang như vậy mà không đưa vào sử dụng nó phí thôi rồi luôn. Ở đây cũng người ta đang triển khai luôn quý vị ha. Đó. Khu vực này là ngày xưa là quán nhậu Hoàng Kiệt nằm khu vực này đó. Bây giờ người ta chuyển đi lên Huỳnh Thúc Kháng rồi. Bên phía tay phải của chúng ta cũng có khách sạn Thông Đỏ, bây giờ cũng bỏ hoang luôn rồi. Đó, nguyên con đường Butter mà từ bên phía tay phải của chúng ta là nguyên một dãy dài nhà bỏ hoang với lại đất để trống bấy lâu nay. Bây giờ người ta đang triển khai quý vị ha. Triển khai đưa vào sử dụng để cho khu vực này nó trở nên sáng sủa, tươm tất, gọn gàng, làm kinh tế này kia nó đỡ phí đi quý vị ha. Rất là tuyệt vời luôn. Ra đây là con đường Trần Phú quý vị. Mình đi hướng như thế này là hướng về Dinh 2 quý vị ha. Hướng về Kim Cúc Trần Hưng Đạo đó quý vị. Đà Lạt nguyên cả ngày hôm nay trời cứ âm u. Đó, giống hồi sáng mình có làm video thông tin thì Đà Lạt cũng đã trở lạnh quý vị. Và nghe dự báo thời tiết thì trên cả nước cũng có nguy cơ là sẽ có mưa rào, mưa dông. Mà mưa như vậy thì tốt thôi quý vị. Mưa như vậy thì nó sẽ giải nhiệt cho khu vực đồng bằng bớt đi ha. Khu vực đồng bằng nóng quá trời quá đất. Tới nút giao này nếu mà chúng ta rẽ phải là vào đường Đào Duy Từ thì rẽ trái là vào đường Đào, vào đường Bà Kiều ha. Chạy thẳng như thế này luôn, hướng về nhà thờ Con Gà đó quý vị, hướng về Dinh 2. Thời gian tới thì Đà Lạt sẽ triển khai khá là nhiều những cái dự án đó quý vị. Nghe nói có một miếng đất vàng ở dưới Hồ Xuân Hương, ngay đầu đường Bùi Thị Xuân và đường Trần Quốc Toản, hai cái bùng binh đó quý vị. Có miếng đất vàng khá là rộng, thuộc quyền sở hữu của một tư nhân. Thì hiện tại bây giờ người ta đang xin phép xây dựng một cái khách sạn 5 sao. Đó, có chiều cao là 7 tầng. Và 4 tầng hầm nữa. Nếu như mà khách sạn đó mà được triển khai xây dựng đó quý vị, thì đây là một khách sạn khá là lớn, 5 sao hoành tráng ấy, mà nằm vị trí vô cùng đặc địa luôn, nằm bên cạnh khách sạn Mường Thanh quý vị ha. Mình không biết vị trí đó xây một cái tòa nhà 7 tầng thì nó cũng khá là to nhỉ.
nó có phù hợp hay không, sợ nó che mất tầm nhìn đó quý vị. Tới đây nếu như chúng ta rẽ phải là vào đường nhà chung nha quý vị ha. Đường nhà chung số ngang đó quý vị. Bên phía tay phải của chúng ta là khách sạn Bún Bắp ha. Còn bên phía tay trái của chúng ta là khách sạn Ba Lát quý vị. Đà Lạt có rất là nhiều những cái dinh thự, những cái công trình kiến trúc từ thời xa xưa để lại, đó là những cái di sản phải nói là vô cùng quý giá, đó, vừa cổ kính mang tính lịch sử. Những cái đó thì một cái tài sản phải nói là cực kỳ quan trọng đối với thành phố Đà Lạt, cần phải bảo tồn. Đó. Ngoài bảo tồn thiên nhiên ra thì bảo tồn di sản là một cái gì đó gọi là bắt buộc quý vị. Đó, cái dinh hai nằm ngay trước mặt của chúng ta ha. Qua cái nút giao Trần Hưng Đạo ngay bên cạnh đài truyền hình Lâm Đồng thì thành phố Đà Lạt cũng có dự kiến là sẽ trùng tu sửa chữa để đưa cái dinh hai này vào khai thác du lịch quý vị, tức là đưa vào để mà tham quan luôn, bấy lâu nay thì không được tham quan. Tới nút giao này nếu như chúng ta rẽ phải là vào đường 3 tháng 4, vào đường Nguyễn Tri Phương năm xưa quý vị, chạy thẳng theo đường lớn này là chúng ta qua đường Trần Hưng Đạo đi về Hùng Vương, đi về Trại Mát quý vị ha. Cái dinh hai này hồi trước mình không được vào tham quan đâu quý vị, người ta trưng dụng và làm nhà khách tỉnh ủy ha. Đó. Nhưng mà làm nhà khách như vậy thì nó cũng là khá là phí. Bây giờ đưa vào để mà làm khai thác du lịch thì rất là tuyệt vời luôn. Đây là một cái đồi thông rất là lớn và khá là thiên nhiên luôn quý vị. Đó. Mai mốt thì người ta sẽ mở cái cổng này ra quý vị này. Cổng này bấy lâu nay đã đóng cửa ha. Mở cái cổng này ra để cho vào tham quan. Mở cổng này và cổng ở men bên mé đường Trần Hưng Đạo mé bên kia quý vị. Bây giờ cái cổng chính chỉ có một cái cổng chính duy nhất là khu vực đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn này. Dinh này không phải là dinh Bảo Đại đâu quý vị ha, là dinh của vị Tào Toàn Quyền Đông Dương ngày xưa thời Pháp đó quý vị. Toàn Quyền Đông Dương là vị quan đứng đầu chính phủ liên bang Đông Dương, trong đó là có Việt Nam, Lào, Campuchia đó. Đó, tổng hành dinh của vị Toàn Quyền nó nằm ở đây. Dinh thự này được xây dựng vào năm 1937 quý vị, nằm vị trí đắc địa nhất trong ba dinh thự. Dinh 1 thì nằm đường Trần Quang Diệu, dinh 3 nằm đường Triệu Việt Vương, còn cái dinh này là nằm đường Trần Đạo và có nằm trên đồi cao, nhìn ra là thấy toàn cảnh thành phố, nhìn ra thấy hồ Xuân Hương, thấy Lang Biang đó. Dinh của vị Toàn Quyền Đông Dương là nó còn hoành tráng, nó cao cấp hơn là dinh của Bảo Đại nữa quý vị. Dinh Bảo Đại ngày xưa gọi là vua, nhưng mà thật sự sự ra lúc đó khi mà vua Bảo Đại vào ở trong này thì không còn gọi là vua nữa mà bảo gọi là cửu hoàng nữa quý vị, lúc đó là quốc trưởng ha, một cái chức vị gọi là hữu danh vô thực trong cái thời buổi đó đó quý vị. Đó, cái cổng chính là vào đây quý vị ha. Thì dinh thự này quý vị có một số hạng mục nó cũng đã xuống cấp một cách khá là nghiêm trọng rồi, cho nên chỉ là buộc người ta phải tiến hành trùng tu thôi quý vị, trùng tu sửa chữa nhưng mà vẫn bảo tồn một cách nguyên vẹn ở trong này ha. Tại vì đây là những cái di tích thuộc nhóm 1 quý vị, nhóm 1 của thành phố Đà Lạt đó. Nhóm 1 có nghĩa là bảo tồn nhưng mà phải đảm bảo giữ lại nguyên vẹn đó, kết cấu cả bên trong lẫn bên ngoài không thay đổi gì cả quý vị. Hạng mục nào xuống cấp thì nâng cấp lại y chang như vậy, gia cố lại ha. Trong này bấy lâu nay thì người ta nhận khách vào lưu trú này quý vị này, mở nhà hàng, quán cà phê, nhà hàng tiệc cưới này kia, rộng quý vị ha.
mai mốt cũng khá là háo hức để mà vào tham quan cái dinh này. Bấy lâu nay có ai được vào trong này mà tham quan đâu quý vị, chỉ có ví dụ ai mà ở lưu trú trong này hoặc là đi vào sử dụng dịch vụ đấy, nhà hàng này kia thì người ta mới vào thôi, chứ còn bình thường là vào không được đâu. Con đường khởi nghĩa Bắc Sơn này buổi chiều nó đẹp thôi rồi luôn, yên tĩnh thiên nhiên đó, như thế này mới gọi là Đà Lạt đó quý vị ạ, như thế này mới là Đà Lạt này. Còn ra trung tâm thì nhà cửa xe cộ và người khá là nhiều, rất là nhiều luôn chứ. Nhưng mà cũng có nhiều người thích coi cái cảnh đông đúc như vậy đó quý vị, cái cảnh sinh hoạt của bà con mình hàng ngày đó. Còn xem cảnh quan thì lâu lâu cũng thích xem cảnh quan nó nhẹ nhàng, nhưng mà cũng lâu lâu là xem những cái cảnh đời sống hàng ngày diễn ra hàng ngày ở trong phố. Năm xưa là người ta có một cái đường hầm ngay khu vực này quý vị ha, đường hầm bí mật, hiện tại bây giờ dưới vẫn còn đấy, không biết nó có xuống cấp hay không. Nó kéo dài từ cái dinh ở bên này, đó, dinh thự ở trong này, và nó kéo dài theo cái tuyến đường Trần Hưng Đạo này quý vị, kết nối vào những cái biệt thự cổ ở bên kia và kéo về dinh một luôn quý vị, ở đường Trần Quang Diệu luôn, một cái đường hầm rất là lớn quý vị. Và khá là dài, có chiều dài tầm khoảng hơn cái số quý vị ha. Ngoài việc trùng tu cái dinh hai này ra thì người ta cũng tiến hành trùng tu những cái dinh thự cổ ở trên đường Trần Hưng Đạo này để đưa vào làm một cái chuỗi, một cái tổ hợp để khai thác về du lịch, là vừa tham quan nghỉ dưỡng đó, nhà hàng, khách sạn, làm luôn một chuỗi như vậy quý vị ha. Những cái khu vực mà ở dưới những cái biệt thự cổ này, nó cũng có những cái biệt thự lợp này, nó là cũng khá là xuống cấp rồi, một số khu vực là nó đã xuống cấp rồi quý vị. Thì việc trùng tu lại là cái chuyện đương nhiên rồi quý vị ha, nhưng mà người ta bằng giữ lại nguyên vẹn thì ok thôi, bất cứ một di tích nào cũng cần phải trùng tu hết quý vị. Vấn đề là người ta trùng tu như thế nào, có giữ lại nguyên vẹn hay không, vì tính chất phải nói là hết sức quan trọng của những cái di sản này, cho nên người ta phải nói là tính toán cực kỳ kỹ lưỡng quý vị, phải mời chuyên gia, các nhà khoa học vào, cũng phải là làm bậy bạ đâu quý vị ha. Đó, mặt này là mặt đường Trần Hưng Đạo đấy quý vị, cái đồi thông lớn không? Ở ngoài trung tâm thành phố đó, là các nhìn qua bên này là thấy nguyên cả cái đồi thông xanh mát, xanh rì luôn. Và đây là một cái mảng thiên nhiên vô cùng quan trọng, hiếm hoi còn sót lại ở trung tâm nội ô thành phố Đà Lạt, ngoài cái đồi dinh dinh tỉnh trưởng cũng như là sân gôn đội cụ đó, thì đây là một cái mảng xanh và nó vô cùng quan trọng đúng không quý vị. Quan trọng mà rất là đẹp lắm quý vị ha. Đó, năm xưa quan lại cấp cao ở trong này và nó là làm việc sướng quý vị ha. Ngó qua bên này cái là thấy cái hồ Xuân Hương, Lang Biang luôn, đảo quý vị. Đó, nhìn qua bên kia là thấy cái Lang Biang dạng thứ ba,
hùng vĩ. Dải Lang Biang đó là có chiều cao 2000m so với mực nước biển đó quý vị. Đó. Ngó vậy xa lắm quý vị ha, từ đây lên đó tầm khoảng 15 cây số. Và ở đây có cái con dốc số 7 ở đường Trần Hưng Đạo này quý vị. Dốc này mang tính đặc trưng Đà Lạt rất là cao luôn. Bà con du khách của mình, đặc biệt là bà con trẻ hay tới đây để chụp hình này. Đó. Đó. Mỗi lần đi ngang qua đây mình cũng phải chạy xuống một cái. Ngang qua một cái. Hẻm dốc cao vậy nhưng xe ô tô vẫn đi được rồi quý vị. Xe ô tô nhỏ thôi ha. Dạ. Lên dốc cao lắm không? Dạ dốc cao nhưng mà lên được. Lên được. Dạ lên được. Nếu như mà anh thấy không quen gì thì lui lại nhưng mà lên được ấy. Dạ dạ. Cái này mình chạy quen rồi lên bình thường quý vị. Hồi trước mình chạy ô tô lên xuống là hết sức bình thường nhưng mà bà con đồng bằng ấy. Họ đi lên đi xuống những cái đường dốc như thế này họ cũng ngập đó. Ai chạy hai đằng trời, ví dụ mình mà chạy đồng bằng lên lâu lâu lên đây mà thấy những cái con dốc là mình choáng luôn, thấy ngập đó quý vị. Xuống đây là công viên Dạch Xin quý vị ha. Khu vực này, công viên này mai mốt cũng được mở rộng ra luôn đó. Đà Lạt mai mốt là sẽ có nhiều cái dự án triển khai trong tương lai lắm. Chính vì vậy mình nghĩ tầm khoảng 5 năm đến 10 năm sau là Đà Lạt, bộ mặt Đà Lạt nó sẽ khác đi nhiều nữa. Và hy vọng nó sẽ khác nó khác theo cái chiều hướng tích cực quý vị ha. Chiều hướng đẹp hơn, khang trang hơn, sạch sẽ hơn và thiên nhiên hơn. Đó. Đã thiên nhiên rồi bây giờ còn thiên nhiên hơn nữa quý vị ha. Thì có nhiều người nói ở trong nội ô bây giờ là bê tông nhiều, ít thiên nhiên lại. Nhưng mà vùng ven là thiên nhiên vẫn còn nhiều. Thì những cái khu vực vùng ven cần phải bảo tồn. Đồng thời là ở trong nội ô cũng cần phải phủ xanh lại những cái tuyến đường. Những khu vực nội ô cần trồng thêm những cái cây, ví dụ hoa phường tím rồi hoa mai anh đào. Đó, làm sao mà trồng được nhiều trên những cái tuyến đường ấy. Thì rất là đẹp luôn, thành phố ngàn hoa mà quý vị. Trời mưa rồi quý vị. Trời mưa bay bay rồi quý vị ha. Xuống đây là con đường Trần Quốc Hoàng quý vị. Đó. Hè cho nên như quý vị có thể thấy là lượng xe cộ khá là đông. Buổi chiều bà con mình tập trung ra đây để chơi. Xe đoàn, xe cá nhân. Nhưng như thời gian trước mỗi lần đi ngang qua đây là những cái bãi giữ xe này phải nó trống vơ trống hoác luôn. Đó, bây giờ là biển số 30, biển số 30 luôn, từ Hà Nội vô luôn. Đa số là những cái biển số ở miền Nam, 51, 60, 61, 72, 7, cũng đông hết. Bên phía tay trái của chúng ta là quảng trường Lâm Viên quý vị ha. Chiều nay bà con mình đạp vịt rất là nhiều luôn nè, quá trời quá đất luôn. Đó, lượng khách ở Đà Lạt hè này càng ngày càng nhích lên đó quý vị, chứ không phải là ít đâu ha. Đó, quý vị thấy chưa? Đó. Lâu lâu cũng có thấy vài vị khách nước ngoài, khách Tây đi lẻ loi. Khách nước ngoài hiện tại bây giờ thấy khách Hàn Quốc được vị qua khá là nhiều. Đó, bà con ra đây bán hàng ha. Bán những cái khu vực như thế này là gánh chày đó quý vị. Lâu lâu thấy không có công an trật tự đồ này kia là người ta bán ha. Chứ còn mà trật tự tới cái là phải gánh chày đấy. Tấp nập không quý vị? Rất là tấp nập luôn ha. Đó, nghỉ hè rồi bây giờ là bà con em của mình nè.
có nhà trang bị cho chiếc xe đạp buổi chiều, chiều chiều đạp vòng hồ Xuân Hương. Hoạt động thể dục thể thao rất là lành mạnh luôn. Đó, những cái như thế này á, để cho con em mình đỡ sa đà vào những cái món chơi mà không lành mạnh, quý vị ha. Ví dụ như là cắm đầu vào điện thoại này, chơi game này, đó, internet, chơi game này kia, quý vị, hoặc là tụ tập bạn bè này kia. Cho nên có những cái hoạt động trải nghiệm hè rất là tốt cho con em mình luôn ấy. Đó, những cái năm trước á, lượng khách mình nghĩ nó cũng chỉ là như vậy thôi, nhưng mà năm nay cảm giác là nó ế hơn những năm trước là do dịch vụ nó nhiều quá. Đó, dịch vụ thậm chí nó tăng lên là gần gấp đôi so với những năm trước, từ xe cộ, nhà hàng, quán ăn, khách sạn đó, thì làm sao mà kêu gọi là không ế được, quý vị, làm sao mà khỏa lấp được, đúng không? Thấy Đà Lạt khách đông như thế này, thành ra là có nhiều vị khán giả hỏi tại vì sao ở dưới Sài Gòn rồi kinh tế nó ảm đạm, rồi nó người ta đóng cửa, rồi hàng loạt, rồi sa thải này kia tùm lum hết, tại vì sao ở Đà Lạt khách vẫn đông đó. Thấy Đà Lạt du khách vẫn đi chơi ầm ầm như vậy thì nói ai khó thì khó, nhưng mà người giàu họ vẫn đi chơi thưa quý vị. Ở Việt Nam mình đâu có phải ai cũng đói hết đâu quý vị, ai cũng nghèo hết đâu. Bây giờ người giàu cũng khá là nhiều đấy, tầng lớp giàu cũng khá là nhiều, thậm chí là giàu ngầm được quý vị ha. Và tiền người ta có sẵn ở trong dân nhiều lắm đấy. Ví dụ bà con mình không mắc kẹt vào những cái chứng khoán hay là đất đai, bất động sản, hoặc là không mắc kẹt ở đâu đó, thì bây giờ người ta rất là thoải mái luôn quý vị. Bây giờ nói kinh tế khủng hoảng khó khăn thì khủng hoảng khó khăn ở một bộ phận nào đó thôi, chứ không thể nào mà toàn xã hội được. Nếu toàn xã hội thì ghê quá. Nếu chạy thẳng vào trong bên phải là vào chợ đêm rồi quý vị, cực kỳ nhộn nhịp luôn. Tối nay ở khu vực này là nhộn nhịp lắm luôn á. Ở đây là con đường Nguyễn Văn Cừ quý vị. Nguyễn Văn Cừ ở Ban Sáng ha. Rất là tấp nập luôn. Buổi chiều tăng tầm của bà con mình đi làm về nữa đó. Khu vực này là chợ Ánh Sáng quý vị ha. Đó, thấy Đà Lạt đông lên như thế này là mình chạy xe ra cũng thấy khó khăn nữa, huống hồ với bà con mà mình ở dưới Sài Gòn ha. Nhịp tăng tâm ở dưới Sài Gòn á, nhìn chắc có lẽ kinh khủng lắm. Rồi, hôm nay mình cũng làm một cái video để cập nhật tình hình của thành phố Đà Lạt gửi đến quý vị anh chị và các bạn cùng xem. Cái video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã đồng hành, quan tâm theo dõi cái đoạn clip vừa rồi của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của kênh Đà Lạt ngày nay. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và luôn hạnh phúc ở trong cuộc sống. Bye bye, xin chào tạm biệt quý vị nhé.